Chào anh em, Redmi Note 8 à, siêu phẩm. Một siêu phẩm với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Từ năm ngoái đến nay hàng vẫn hot, vẫn được nhiều anh em săn đón, vẫn được hỏi mua rất là nhiều. Thì những anh em mà biết rồi thì chắc không còn nói nhiều nữa đúng không? Còn anh em mà chưa biết thì mình nói nhá. Đây là một sản phẩm của Xiaomi có tên là Redmi Note 8. Mức giá thì tầm khoảng loanh quanh 4 triệu. Và cấu hình và kiểu dáng camera rất là tốt luôn, được rất là nhiều anh em mua, rất là nhiều anh em sinh viên này, rất là nhiều anh em chỉ quan tâm về cấu hình, chỉ để chơi game và không quan tâm và cần với mức giá rẻ đều lựa chọn, bởi vì là vừa ngon này, camera vừa xịn này, pin vừa tốt này, nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là ok. Hình như là chỉ thua cái thằng V Smart Line của mình thôi nhá, của Việt Nam mình thôi. Và đây là sản phẩm của Trung Quốc. Và nhiều anh em nhìn thấy và sẽ thắc mắc, những anh em nào chuyên chơi Xiaomi là chắc có lẽ là không cần thắc mắc gì cả, còn những anh em nào chưa biết sẽ rất là thắc mắc, bởi vì sao? Vì lại có hai cái hộp, nó lại có cái hai cái màu khác nhau này mà đều Redmi Note 8 đó. Thì hôm nay cũng là cái chủ đề mình làm cái video này luôn, anh em cùng theo dõi nhá, để biết cụ thể như nào. Anh em nào biết rồi thì cũng không cần phải nói đâu, mình sẽ nói cho anh em chưa biết biết rõ hơn. Thì anh em nhá, cụ thể này, ngày xưa mình đã từng làm một clip về chiếc Redmi Note 7, về phân biệt giữa hàng phân phối tại Việt Nam chính hãng và hàng nội địa Trung Quốc. Thì ngày hôm nay cũng thế thôi, cái này nó còn dễ phân biệt hơn là cả bản Redmi Note 7 nhiều. Bởi vì sao nào? Đây nhá, chiếc hộp màu xanh này là bản phân phối thị trường Trung Quốc, hàng chính hãng Xiaomi. Và chỉ có khi bóc hộp ra là tiếng Trung. Còn đây là sản phẩm được phân phối quốc tế tại Việt Nam thì bởi thương hiệu Dijua, và sản phẩm này bóc ra là ROM quốc tế, có ngôn ngữ quốc tế đầy đủ hết rồi đó. Phân biệt đơn giản ngoài hộp là như thế thôi, còn bên trong như nào thì anh em cùng xem nhé. Bởi vì mình phải là rõ clip này cho anh em biết, rất nhiều anh em đi mua Xiaomi được người ta quảng cáo là hàng chính hãng với mức giá tầm trên 4 triệu, ở thế giới động hình như nó bán 5 triệu đấy. Còn bên mình hiện tại của giá cụ thể của sản phẩm này là 4150. Mình đang nói cho anh em này là đầu tháng 3 nhá, còn sang quá quá xa xa đi nữa thì anh em cùng xem vào cái đường link mình để dưới mô tả ấy, để biết cụ thể cái sản phẩm này bao nhiêu. Còn sản phẩm sách tay này có những thời điểm mình bán chỉ có 3450 thôi, rất là rẻ. Nhưng hiện tại bây giờ dịch mà có làm ở Trung Quốc, người ta chỉ tập trung người ta làm chống dịch thôi, còn lại là bán hàng người ta sẽ không thể quan tâm được nhiều nữa, thành ra là chúng ta sẽ không có nhiều cái sản phẩm tại Việt Nam, và cũng là chỉ vì dịch chúng ta sẽ không đưa được về, thành ra là sản phẩm này đã lên giá rồi. Cụ thể hiện tại là 3650 đến 3850 đó. Thế nên là ngày xưa thì rẻ hơn rất là nhiều, ngày xưa rẻ hơn 1 triệu, và bây giờ thì rẻ hơn vài trăm nghìn thôi. Nhưng cái vài trăm nghìn đấy cũng đánh đổi cho cái việc mà anh em dễ dàng bị dính phải cái trường hợp người ta bán con này, người ta quảng cáo là hàng chính hãng, bán chiếc hộp màu xanh và quảng cáo là hàng chính hãng, hay là bán chiếc hộp màu trắng là những bên trong ruột là chiếc hộp màu xanh và quảng cáo hàng chính hãng, và anh em sẽ phải mua đắt một chút tiền và không xứng đáng cái việc mà mình bỏ tiền ra. Thì cụ thể phân biệt hàng này như nào nhá? Ôi ơi, thế sản phẩm này thì chiếc nào dùng tốt hơn? Em không quan tâm về ROM nhá. À, các bạn vừa hỏi mình về vấn đề đấy thì mình trả lời luôn nhá. Thì hai sản phẩm này thực tế là nếu không quan tâm về ROM thì dùng nó cũng như nhau thôi, nó chẳng khác nhau cả. Nhưng cái ở đây là chúng ta sẽ nói về cái vấn đề giá trị và giá tiền là chúng ta phải bỏ ra thôi, đúng không? Đấy, bởi vì đằng nào kiểu gì cái con này nó bán đắt hơn rồi. Ok chưa? Em ok chưa? Ok nhá. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng phân biệt như này nhá. Cái việc đầu tiên thì đây là những sản phẩm hoàn toàn là nguyên siêu hết. Anh em thấy không? Hoàn toàn là nguyên siêu hết. Mình sẽ không quan tâm gì nhiều về cái siêu này mà chỉ quan tâm bên trong thôi. Chúng ta sẽ cùng nhận biết được là bao giờ là cái hộp nó sẽ có hai màu khác nhau. Ngày xưa Redmi Note 7 đã y nhau rồi, nhưng đây là hai chiếc hộp hai màu khác nhau. Và thông tin của hai chiếc hộp này nó đều được dán khu vực này, thì chúng ta cũng nhìn thấy hàng của nội địa Trung Quốc bao giờ cũng sẽ có rất là nhiều tiếng Trung ở đây. Đó, chúng ta có thể nhìn thấy không? Redmi Note 8 màu sắc cũng ghi nhiều tiếng Trung, dung lượng cũng ghi tiếng Trung và RAM cũng ghi nhiều tiếng Trung. Đó. Thông tin ở dưới này bên trong hộp có những cái gì cũng ghi bằng tiếng Trung. À, chúng ta nhìn thấy không? À, nội dung nhiều tiếng Trung, còn hàng xuất sang thị trường quốc tế hay là phân phối tại Việt Nam thì nó sẽ là tiếng Anh. Redmi Note 8 bản spec black. Đó, chúng ta nhìn thấy không? RAM là 4GB, ROM là 64GB. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái thị trường là được phân phối này. Bên trong hộp thì có adapter này, USB Type-C này, một cái chọc SIM này, một cái ốp lưng này, một sách hướng dẫn sử dụng, sách thẻ bảo hành các thứ. Ở trên này nó ghi bằng tiếng Anh hoàn toàn dễ hiểu, đúng không anh em? Còn lại nội dung về Chamber hay là email 1, email 2 thì đều giống nhau rồi. Đó, phân biệt dễ lắm. Còn đằng sau hộp đây, sau lưng đây, thì sau lưng của sản phẩm hộp chính hãng cũng sẽ là màu trắng và hoàn toàn không có một cái gì nhá.
Thì sản phẩm này được phân phối tại Việt Nam bởi Dijua. Thì chúng ta sẽ thấy Dijua là người ta sẽ dán cái tem hợp quy này ICT ở đây và hoàn toàn là bằng tiếng Việt đầy đủ cho anh em hiểu nhá. Đấy, chúng ta nhìn thấy là nhà xuất là Xiaomi này và được nhập khẩu tại Việt Nam đó bởi Dijua, năm sản xuất năm 2020, sản xuất tại Trung Quốc. Đấy, chúng ta nhìn nhé, thông số cái tờ đây này, như này 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 đó, màn hình 6.3 inch, viết tắt linh tinh, chúng ta không quan tâm việc này bởi vì nhiều cái thị trường quốc tế, ví dụ như là Ấn Độ này hay là bán châu Âu này, các thứ này nó sẽ hộp như này thôi, còn dán là do cái nhà nhập khẩu ra dán nhá. Bây giờ mình sẽ bóc siêu ở bên trong để chúng ta biết đấy, Trung Quốc thì toàn tiếng Trung ấy nhá. À, mình sẽ bóc siêu ở bên trong. Thế nên là khi anh em đi mua máy ấy, mà nhà cô bán hàng người ta quảng cáo là hàng chính hãng mà lại mua giá tầm trên 4 triệu một cái hộp màu xanh như này thì anh em đã bị thiệt rồi nhá, anh em lưu ý như vậy. À, mình sẽ bóc cho anh em. À, bây giờ siêu anh em nhìn nhá. Đó, ok đây em nhá, hộp đóng gói giống nhau thôi, chủ cái màu khác nhau và in khác nhau thôi. Đó, chúng ta nhìn thế này, đây là sản phẩm sách tay đây, Redmi Note 8 và đây là chính hãng nhá, mình sẽ bóc luôn chính hãng cho anh em xem này. Đây, đây anh em thấy không, đóng gói rất là giống nhau luôn, hộp kích thước các thứ cũng giống nhau luôn này. Đó, y xì với nhau luôn, chúng ta nhìn thấy nhá. Đó, việc đầu tiên là khi mở ra chúng ta đều thấy chiếc máy chúng ta đựng trong một cái túi ni lông. Đây, mình sẽ lấy chiếc chính hãng cho chúng ta xem. Đây, chúng ta sẽ thấy đựng trong một chiếc túi ni lông này. Cái này của mình là màu đen nhá. Cái này của mình là màu xanh này. Đấy, anh em là nhìn thấy nè. Chúng ta nhìn thấy nè. Đây, thì khi rút cái túi ni lông ra, hai chiếc túi ni lông hoàn toàn giống nhau thôi. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy nó sẽ khác nhau những điểm như thế này nhá. Việc đầu tiên là cái siêu mặt. Cái siêu mặt của hàng thị trường nội địa Trung Quốc ấy, nó chỉ có một chữ Redmi by Xiaomi ở đây. Bởi vì Xiaomi tách riêng là công ty là Redmi rồi. Đó. Còn sản phẩm của quốc tế sẽ rất nhiều thông tin đây. Redmi Note 8 này, camera 48 megapixel này, có AI. Đó, chúng ta nhìn thấy không? 4 camera. Màn hình là 6,3 inch. Đó. Rất là nhiều công nghệ kính Gorilla Glass 5 này, trước và sau, có nghĩa là đằng sau cũng là kính Gorilla Glass 5 và đằng trước cũng vậy. Pin là 4000 mAh, có sạc nhanh 18W, tạc kẹp USB Type-C. Sản phẩm sử dụng chip Snapdragon 665. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Riêng sản phẩm chính hãng, sản phẩm xuất trong thị trường quốc tế được in rất là nhiều thông tin luôn. Sản phẩm sách tay chỉ này thôi. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành mở nguồn chút nữa, chúng ta sẽ nhìn thấy bên trong. Ok, bảo nguồn nhá. Bây giờ chúng ta lật lại đằng sau. Lật lại đằng sau nó sẽ có sự khác biệt ngay tại trên vỏ. Đằng trước thì chúng ta sẽ không nhìn thấy đâu. Sẽ có cái tem dán ở đây. Một bên sẽ ghi bằng tiếng Trung Quốc đối với nội địa, một bên sẽ ghi bằng tiếng Anh. Đó. Phía dưới cũng sẽ một thông tin bằng tiếng Trung Quốc, số email và mã vạch. Bên này nó sẽ là tiếng Anh, số email và mã vạch. Điều đặc biệt, cái này chúng ta bóc có thể vứt đi được. Nhưng đằng sau lưng chúng ta nhìn thấy này. Bản quốc tế sẽ được in đầy đủ về tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, về thông tin, về cái này như là điện này, tiêu chuẩn về hàng kỹ thuật số hàng điện đấy. Còn đây có thông tin là sản xuất tại Trung Quốc này, có tên model máy là gì này, bởi công ty nào, cái gì ở đây, trên đầu chữ Redmi. Nhưng hàng nội địa Trung Quốc sẽ không có anh em nhé, sẽ không có luôn. Thế nên là khi anh em đi nhìn, chỉ cần nhìn thấy con chiếc máy ấy, mà nó có in như này, cái này là in nhá, không phải dán đâu, là hàng quốc tế chuẩn này. Còn cái mà không in này là hàng Trung Quốc, nội địa Trung Quốc nhé. Đó. Về máy là như vậy. Còn về phụ kiện nó sẽ là như nào, mình sẽ để máy sang một bên. Tất cả nó sẽ đều được tặng theo một chiếc ốp lưng. Ở đây, mình sẽ bóc hộp ra. Chúng ta phải nhìn thấy nhé. Một thẻ bảo hành. Đây. Và những tờ giấy hướng dẫn sử dụng hoàn toàn là bằng tiếng Trung nhá. Hàng nội địa Trung Quốc ấy. Một ốp lưng ở đây. Đó. Trong suốt này. Ốp lưng này thì chắc là giống hệt nhau thôi, nhưng mà sử dụng bằng Trung Quốc này, còn bản quốc tế này, à, chúng ta sẽ thấy là rất là nhiều sách luôn, đấy, giày cộp này, thấy nhá, chúng ta nhìn thấy này, nó nhiều như thế này, bản Trung Quốc chỉ có mấy này thôi, còn chúng ta nhìn thấy bản quốc tế này, nó một cả một quyển sách luôn, đó, ở trên này mình nghĩ là có lẽ rất là nhiều ngôn ngữ, để xem thử xem là Việt Nam chúng ta có được ngôn ngữ trong này hay không, đây các bạn nhìn thấy rất là nhiều ngôn ngữ này. Đấy, xem có tiếng Việt không nhỉ? Không biết là có tiếng Việt không?
rất là nhiều ngôn ngữ luôn. Không có tiếng Việt anh em ạ. Cái bọn này nó đẻo thật đấy, nó xuất thị trường Việt Nam anh em mình mua mẹ. Xiaomi cũng tương đối là nhiều ấy mà nó chữa cho cả sách là không có tiếng Việt. Cảm thấy tủi thân vãi chưởng, thôi bỏ lại đi. Đó, chúng ta nhìn thế này. Rất là nhiều sách ốc luôn. Nó là bản quốc tế như thế nha, bởi vì là xuất trong tất cả các nước mà nó sẽ là rất là nhiều như vậy. Còn bây giờ chúng ta sẽ xem qua về phụ kiện bên trong. Đó, sẽ có sự khác biệt nhá. Đây chúng ta sẽ nhìn thế này. Đây là một củ sạc tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đấy, tiêu chuẩn của Trung Quốc là như thế nào? Chúng ta nhìn thấy hai chân dẹp này. Và bao giờ có một đặc điểm rất là hay nhá, là hai chân dẹp này nhưng không hai giống hai chân dẹp của Mỹ hay là không giống hai chân dẹp của Nhật Bản nhá. Anh em nhìn thấy không? Nó không có cái lỗ ở đây này. Đấy, anh em đi mua iPhone này anh em sẽ thấy này. Hai chân dẹp và sẽ không có hai cái lỗ ở đây nhá. Chỉ có Trung Quốc thế thôi. Đó, đây là củ sạc của Trung Quốc này. Đây và đây là cũng là củ sạc nhanh 18W của Xiaomi luôn. Cái cáp Type-C thì hoàn toàn giống nhau rồi. Nhưng cái củ sạc của Việt Nam chúng ta này, nếu xuất sang thị trường Việt Nam này, Hàn Quốc này, là sẽ có cái chân kiểu như này này, tròn tròn này này. Không biết là mấy ông nào có chân này trên thế nhỉ? Khả năng có Nga nhỉ? Có Nga sẽ có chân như này. Đó, chúng ta nhìn thấy không? Nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Đây là củ sạc. Đó là cái vấn đề mà anh em đi mua máy, anh em rất dễ phải dính phải cái việc mà anh em đi mua nhầm. Thế nên anh em cùng xem nhá. Việc đầu tiên là chúng ta đi mua máy, người ta nói là máy chính hãng hay là máy sách tay thì chúng ta phải phân biệt rõ. Nếu người ta nói anh em ơi đây là máy chính hãng của Xiaomi này, các bạn ơi đây là máy chính hãng của Xiaomi này, thì có thể ok. Thì gọi là chính hãng được phân phối tại Việt Nam hay là chính hãng sách tay thì người ta có thể nói là hàng chính hãng tại Việt Nam, nhưng mà chính hãng tại Việt Nam mà hộp xanh như này này thì không phải đâu nhá, mà chính hãng Việt Nam phải hộp trắng nhá. Thứ hai, nếu anh em đi mua có cái hộp trắng và người ta nói đây là hàng chính hãng phân phối tại Việt Nam hay là hàng quốc tế, nhưng cái máy của chúng ta nó lại là tranh trắng cái này, không in nội dung như này, thì chắc chắn bên trong nó là bản Trung Quốc rồi. Và việc tất nhiên là chúng ta mở lên cái việc mà máy Trung Quốc bao giờ cũng vậy, nó không có tiếng Việt đâu và nó cũng sẽ không Google luôn, nó chỉ có tiếng Trung, tiếng Anh và một số tiếng, ví dụ như là cái này chắc là Tân Cương hay là của tộc Duy Ngô Nhĩ hay là cái gì ấy, chứ nó cũng chả phải cái tiếng Thái Lan đây, bởi vì là nó chỉ có tiếng Anh, tiếng Trung và một số tiếng là ngoài này thôi. Còn nếu mà hàng của thị trường quốc tế được phân phối tại Việt Nam thì nó sẽ là đầy đủ ngôn ngữ luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy không? Nó sẽ là rất là nhiều ngôn ngữ luôn, nó đầy đủ các ngôn ngữ ở thế giới luôn. Đó mà là chuẩn. Và khi chúng ta mở lên nhá, đây này, ví dụ anh em nhìn nhá, bây giờ chúng ta khởi động lại này. Khi chúng ta mở lên nhá, chúng ta reset này. Đấy, những cái hàng mà là của thị trường Trung Quốc mà được chạy ROM ấy thì bao giờ khởi động lên lúc đầu tiên nó hiện chữ Redmi và cũng sẽ hiện chữ Unlock ở dưới này. Còn hàng quốc tế nó sẽ không bao giờ có chữ Unlock ở dưới luôn mà nó sẽ hiện Redmi và bật lên nó có tiếng Việt luôn. Thì mới là quốc tế chuẩn anh em nhé. Anh em đi mua, nhiều khi anh em mua phải máy Trung Quốc mà lại quảng cáo là máy quốc tế, máy chính hãng Việt Nam. Thì cái việc anh em thiệt thòi bây giờ nó chỉ có vài trăm nghìn thôi, ngày trước là hơn triệu đấy. Đó, thứ hai là việc ngoài hộp thì là hộp màu trắng, hộp của Redmi Note 8 quốc tế. Nhưng bên trong thì chúng ta lại phải cái máy của thị trường nội địa Trung Quốc. Là cái việc đấy là mình không còn quan tâm là cái máy nó còn nguyên bản hay là cái máy là máy xịn, mà mình chỉ quan tâm đó là cái việc mình đã bị lừa rồi. Anh em đã bị lừa rồi, đúng không? Là cái đấy là anh em đã sẽ mất niềm tin rồi. Còn việc dùng tốt thì không sao cả, người ta bán rẻ cũng được, không sao. Nhưng người ta phải nói chuẩn xuất xứ thì anh em nên mua nhá. Đấy, cái sản phẩm này thì thực ra là bên mình cũng đang rất là bán rất là nhiều. Anh em mua hàng này, anh em cứ vào website, mình để link ở dưới mô tả đặt hàng thôi, mình ship cho anh em, nhận hàng thanh toán. Hiện tại thì Xiaomi Redmi Note 8 ở chính hãng mình đang bán với mức giá là 4.150.000. Có sẽ thay đổi là anh em sẽ cập nhật vào trang web là mbm.vn để được cập nhật chi tiết nhất, thời gian thay đổi như nào, giá như nào, anh em biết rõ nhất nha. Đơn giản vậy thôi, mình cũng chỉ làm hướng dẫn nhanh cho anh em biết để anh em tránh phải trường hợp anh em mua phải những chiếc máy mà không phải là chuẩn của chính hãng Việt Nam phân phối, hay là mua phải chiếc máy được đóng lại hộp, để cho anh em yên tâm nhất để lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất, bởi vì có hơn 3 triệu thôi, chúng ta rất là cẩn thận với việc đấy. Mình sẵn sàng chia sẻ cho anh em đầy đủ các thứ. Khi mà anh em có subscribe YouTube là mình để theo dõi những clip tiếp theo của mình nhá. Thấy hay thì anh em chia sẻ cho mọi người xem clip này này, cho mình một like để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em, chào tạm biệt anh em.